Xin chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2021. Đến với hôm nay đồ mạnh của chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách hàng bộ đôi cặp lục bình gỗ sa cơ của anh Nguyễn Đình Canh đã đặt bên cơ sở của chúng tôi. Đây, hôm nay chúng tôi sẽ quay vài phút video cũng như là để gửi đến anh Canh ở Nghệ An. Anh ấy đã đặt cặp lục bình này. Cặp lục bình này có kích thước là cao 1m7, đường kính là 51. Anh ấy đặt đường kính rất chi là to nhé. Thường thường của chúng tôi chỉ là đường kính khoảng 46 thôi. Thì anh ấy đặt hẳn đường kính 51 phân và cao 1m7 nhé. Đây anh nhé. Cao 1m7, sa cơ hàng nguyên khối. Cặp sa cơ nguyên khối này rất chi là nặng luôn. Cặp này nặng có khi hàng gần tấn này. Sa cơ quá nặng luôn. Tôi xin nhắc lại kích thước của nó là cao 1m7 nhé. Anh ấy đã đặt bên cơ sở của chúng tôi và đang đợi khô để chúng tôi hoàn thiện. Đây, hôm nay tôi sẽ quay phần thô để cho anh ấy xem cũng như là cho quý khách hàng tham khảo. Nếu mà muốn đặt cặp lục bình như thế này thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình đây. Đấy, hoặc là có thể xuống cơ sở của chúng tôi là Ngõ Bắc Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Đây, cặp này của anh ấy đặt nên chúng tôi lựa gỗ rất chi là đẹp nhé. Đấy, phải lựa khoảng tầm chục cây gì đó thì mới chọn được cái vân như thế này. Đấy, vân veo và thì gỗ sa cơ tìm được vân như thế này rất chi là khó nhé quý khách nhé. Tìm được vân như này rất chi là khó. Đấy. Rất giá trị. Anh ấy ở Nghi Lộc, Nghệ An, anh Nguyễn Đình Canh. Đây. Cặp này có giá trị của nó là 17 triệu đồng nhé. Giá 17 triệu là sơ mê u. Cặp đấy ạ. Còn mấy cái vết đen là vết bẩn nha quý khách hàng nhá, chứ không phải là vết gì đâu. Đây, chúng tôi lăn là sửa nên nó bẩn, nó chạm vào. Đấy, vân cực kỳ là đẹp luôn. Xin nhắc lại là nếu mà quý khách hàng có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi là số điện thoại trên màn hình đây là 0944222266 hoặc là 0386666789 để tư vấn và đặt hàng. Đấy, nếu mà quý khách hàng có nhu cầu mà chơi các cái hàng phổ thông thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Đấy, chẳng hạn cặp 1m7 mà chơi như thế này mà được kính 46 đấy ở trong kia thì nó chỉ có giá trị là khoảng 12.500.000 thôi nhá. 12.500.000 giá hoàn thiện đẹp đẽ hết rồi, kể cả hàng đục hay hàng trơn như nhau hết. Đấy. Còn ở đây là rất nhiều luôn, rất nhiều sản phẩm khác. Đấy, quý khách hàng có thể đến tận cơ sở của chúng tôi. Đấy, và video này của chúng tôi chắc xin quay đến đây thôi. Đấy, hẹn mọi người vào video là sau. Xin chúc mọi người một ngày làm việc thật là vui vẻ. Xin chào tất cả mọi người.